Báo Mỹ nói FBI thu tài liệu hạt nhân tại nhà ông Trump. Washington Post đưa tin một tài liệu mật FBI thu được từ dinh thự của ông Trump có nội dung về năng lực hạt nhân của một cường quốc nước ngoài. Tài liệu mô tả sức mạnh quân sự của một nước khác, bao gồm cả năng lực hạt nhân, được các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI tìm thấy trong đợt khám xét dinh thự Malago của cựu Tổng thống Donald Trump hồi đầu tháng 8. Washington Post ngày 6 tháng 9 dẫn các nguồn thạo tin. Tờ báo Mỹ không nêu rõ tên quốc gia và năng lực hạt nhân trong tài liệu là gì. Sau khi khám xét dinh thự Malago, FBI đã mang theo 33 thùng tài liệu, chứa hơn 100 tài liệu mật của chính phủ Mỹ. Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Avril Hines ngày 26 tháng 8 thông báo các chuyên gia phân tích sẽ đánh giá tài liệu mật để xác định nguy cơ đối với an ninh quốc gia nếu nội dung của chúng bị tiết lộ theo washington post một số tài liệu có nội dung chi tiết về các chiến dịch tối mật của mỹ đến mức nhiều quan chức an ninh quốc gia cấp cao cũng không biết về chúng chỉ tổng thống một số thành viên nội các mới có thể cho phép những quan chức khác tiếp cận chúng christopher kies luật sư của ông trump lên án việc dò dỉ thông tin cho rằng tình trạng này tiếp diễn mà không tôn trọng quá trình điều tra hay sự thật và không giúp ích cho công lý Hiện chưa có thông tin chi tiết về việc các đặc vụ tìm thấy tài liệu mật ở khu vực nào trong dinh thự hay chúng được bảo vệ thế nào. Bộ Tư pháp Mỹ và FBI chưa bình luận về thông tin trên. Cựu tổng thống Trump đang phải đối mặt với áp lực pháp lý ngày càng tăng. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết những tài liệu tối mật có khả năng được che giấu trong dinh thự Malago để cản trở cuộc điều tra của FBI với cáo buộc ông Trump vi phạm đạo luật gián điệp, đạo luật quy định hành vi lấy hoặc lưu trữ bất hợp pháp thông tin an ninh quốc gia là phạm tội. Ông Trump hôm 22 tháng 8 gửi đơn kiện đến Tòa án Liên bang ở Florida đề nghị thẩm phán ngăn FBI đọc những tài liệu thu tại Malago đến khi có các chuyên gia đặc biệt được bổ nhiệm để giám sát. Các luật sư của ông Trump cho rằng bổ nhiệm chuyên gia đặc nhiệm là bước quan trọng để giám sát chính phủ. Aileen Cannon, thẩm phán tòa phúc thẩm ở bang Florida, Mỹ hôm 5 tháng 9 tuyên bố tòa án đã phê chuẩn yêu cầu bổ nhiệm chuyên gia đặc biệt và cho đội pháp lý của ông Trump và Bộ Tư pháp kỳ hạn đến ngày 9 tháng 9 để nộp danh sách ứng viên phù hợp.